Có phải có tưởng địa giới, có tưởng thủy hỏa phong không thức giới chăng? Có phải có tưởng nhân duyên, có tưởng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chăng? Có phải có tưởng tham, có tưởng sân si chăng? Có phải có tưởng vô minh, có tưởng hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não chăng? Có phải có tưởng bố thí, ba la, mật đa, có tưởng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chăng? Có phải có tưởng pháp không nội, có tưởng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chăng? Có phải có tưởng bốn niệm trụ, có tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chăng? Có phải có tưởng thánh đế khổ, có tưởng thánh đế tập diệt đạo chăng? Có phải có tưởng bốn tịnh lự, có tưởng bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng? Có phải có tưởng tám giải thoát, có tưởng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chăng? Có phải có tưởng pháp môn tam ma địa, có tưởng pháp môn đà la ni chăng? Có phải có tưởng pháp môn giải thoát không? Có tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Có phải có tưởng bậc cực hỷ, có tưởng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chăng? Có phải có tưởng năm loại mắt, có tưởng sáu phép thần thông chăng? Có phải có tưởng mười lực Phật, có tưởng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chăng? Có phải có tưởng đại từ, có tưởng đại bi, đại hỷ, đại xả chăng? Có phải có tưởng pháp không quên mất, có tưởng tánh luôn luôn xả chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết, có tưởng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chăng? Có phải có tưởng quả dự lưu, có tưởng quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác chăng? Có phải có tưởng hạnh đại Bồ-Tát, có tưởng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chăng? Có phải có tưởng trí nhất thiết trí chăng? Có phải có tưởng đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục chăng? Có phải có tưởng sắc, có tưởng đoạn sắc chăng? Có phải có tưởng thọ tưởng hành thức, có tưởng đoạn thọ tưởng hành thức chăng? Có phải có tưởng nhãn xứ, có tưởng đoạn nhãn xứ chăng? Có phải có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, có tưởng đoạn nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chăng? Có phải có tưởng sắc xứ, có tưởng đoạn sắc xứ chăng? Có phải có tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ, có tưởng đoạn thanh hương vị xúc pháp xứ chăng? Có phải có tưởng nhãn giới, có tưởng đoạn nhãn giới chăng? Có phải có tưởng nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, có tưởng đoạn nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chăng?